Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì video hôm nay mình muốn thông báo với mọi người là con già nó đã khỏe rồi ha mọi người. Thì hôm bữa nó bị bệnh, anh mình với mình có chở nó đi chích ngừa đó. Thì hôm sau anh mình chở nó đi tiêm lần 2 ha. Thì về thì anh mình có cho nó ăn thêm trứng đó mọi người. Nó không có chịu ăn cái gì hết. Thì anh mình có dùng ống xi lanh á, bơm trứng cho nó ha. Thì giờ nó cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ mình đang cho tụi nó ăn ha. Đây ha mọi người, thì đây là bữa tối của tụi nó đây. Đây, già đây mọi người ơi. Khỏe rồi nha mọi người, lanh lại rồi. Còn đây là Bi với Trắng. Còn thiếu Vàng nữa. Đấy. Già kìa. Ăn cơm chiếc kẽn hả mày? Mọi người chờ mình chút để mình đi lấy mấy cái nồi chia đồ ăn cho nó ha. Yeah. Bi, ngồi xuống. Bi, ngồi xuống. Trắng. Giỏi. Đi. Giờ thì mình sẽ chia cho tụi nó ha. Già nó mới bệnh xong thì thôi, mình cứ để cho nó ăn thoải mái ha mọi người. Bơi, ngồi xuống. Chưa cho ăn mà. Mấy bà nhỏ này nhoi quá. Bơi. Chán. Chưa cho ăn mà ta. Bi, ngồi xuống. Mấy bà nhỏ này cũng tập tành ăn rồi hả mọi người. Sủa luôn, ghê thiệt. Thì mình chia ra 3 nồi cho Bi, Trắng với lại Vàng ha. Còn lại thì mình để cho con già với tụi nhỏ. Ok. Bi này. Bi. Đó. Vàng. À, về đây rồi. Vàng, qua đây. Vàng. Để giờ mình chia cho tụi nhỏ luôn. Cái gì mà dính đầu tè lé vậy da? Chết là bi bị con nhỏ danh rồi. Bi nè. Trời ơi bà nhỏ bà dành ghế đi. Bi của Bi này. Rồi bà già bệnh máu chưa? Trắng không trắng la con trắng đây ăn con. Rồi mấy bà nhỏ mà lười nhau chứ. Thôi ăn đi ông ơi, sung quá.
đen này bà hung thiệt chứ. Mấy con này cũng trắng, mẹ mình vừa cho bớt hai con màu trắng nữa hả mọi người. Giờ thì chỉ còn 5 con thôi, hai đen hai trắng với lại một vàng. Già giờ nó khỏe thì cũng đỡ lo ha, hôm bữa tự nhiên nó bỏ ăn bỏ uống cứ sợ nó chết không à. Giờ thì thấy nó vui vẻ hơn nhiều rồi, ăn được là mừng rồi ha mọi người. Bà nhỏ kia cứ giành của mấy con lớn không à. Dạ ăn đi vô đây ăn luôn con, thì kè vô đây ăn luôn. Hùng ớn thì chứ. Bi anh Bi rất là nghe lời nha mọi người, mình cho ăn, mình bảo ngồi xuống là sẽ ngồi xuống. Trắng cũng vậy, hồi xưa là mình cho tụi nó ăn cám á mọi người. Thôi dạ sung quá, mới hết bền. Bi ăn xong rồi hả? Anh Bi ăn xong rồi rồi, đi rửa thôi nè. Bi đi rửa nồi luôn đi, ai rửa cho mày nữa. Vàng ăn xong chưa hả? À, vàng còn nhiều mà, ăn đi. Giờ con già nó độc tôn, độc chiếm cái nồi cháo luôn rồi. Ủa, vàng chưa ăn xong mà. Vàng nó chưa ăn xong mà nó bỏ đi luôn rồi. Bị tới hốt cô chó. Một con chó con trắng nó đi đâu luôn rồi, nó không vô ăn luôn ta. Thanh niên đây nè. Chú ăn. Nữa. Dạ. Hung quá. Anh Bi giành nữa hả? Bị ăn chưa no hả? Bị ăn đi. Mới hết bệnh mà sung chưa? Rồi cắn con người ta la quá trời la rồi. Bà kia ngồi nhìn mẹ ăn ngoan chứ kìa mọi người. Ngồi ngoan ghê. Dạ đây. Làm cái thumbnail coi. Dạ. Đi ra cho già nó ăn đi.
nhỏ này leo không tới à. Ừ. Vô ăn. Ok mọi người, thì già giờ đã khỏe rồi ha. Chào khán giả đi con. Hello, con là con của Trắng nha. Ok, thì tụi nó ăn cũng xong hết rồi. Giờ Bi đang chờ già ăn xong là Bi vô Bi dành đó. Trắng cũng vậy nè. Giờ còn có mỗi mình con già nó ăn thôi. Ok, chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa ha mọi người. Chào tạm biệt mọi người.